hôm nay đầu năm đến với nhà anh hai. Em xin trước hết xin chúc cho gia đình anh hai vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và phát tài phát lộc. Cũng xin chúc cho tất cả anh chị nghệ sĩ một năm mới hạnh phúc và vui vẻ. Thằng ớt thằng giáp đâu rồi? Trời đất ơi, trời đất ơi, mới đỏ đèn mà đi ngủ hết rồi hết trơn. Đêm nào ăn trộm nó cũng rình nhà, bữa nay lại tối trời. Ăn ngủ cho dữ, mất đồ. Mất đồ là tao cạo đầu mày đó, nghe chưa? Nghe tao bảo nè, nghe không? Nghe thì quay hai cái lỗ tay, mà nghe tao bảo đây, cả hai đứa chúng mày chưa khuyên ghét cái điểm này. Tao ăn dỗ về uống mấy tiếng hơi say, bày canh chừng cho tao ngủ đến sáng mai. Dạ sáng mai còn đi ngủ chưa? Mày còn phải quét nhà. Quét nhà xong con đi ngủ chưa? Mày còn phải ra quét cái giường. Quét xong ra giường chắc tới giờ chưa? Ăn xong rồi con ngủ cho một nơi chưa? Mày lo đi mà gánh nước. Thằng này thì trẻ tuổi rồi phơi câu. Vậy là chắc tới chiều chẳng ngủ bù mà chẳng có cơm trưa. Ôi ăn uống chi nhiều bữa nó không nên. Ăn dễ tiêu một bữa cũng đủ rồi. Ăn uống xong chắc là được đi ngủ. Mày ngủ rồi ai thức đấy mà canh. Ăn trộm vô lấy hết đồ tao rồi sao? Dạ rồi thức rồi canh rồi ghét rồi lao. Trẻ tuổi phơi khô chắc nước rồi nấu cơm. Chẳng nghĩ trưa chỉ có bữa cơm chiều. Hết đêm nay chắc để chôn là phải rồi. Trời đất ơi, trời đất ơi, nó nói nó ghét mà nó có ghét cái gì đâu. Nó ăn no say rồi ra sau nhà nó ngủ. Trời ơi, tới chừng mà chó nó sủa rổ tôi thức dậy thì tiền bạc vàng dòng quần áo gì nó lấy sạch trơn. Bao nhiêu năm làm trùm tôi dơ ghét được bao nhiêu đó, bây giờ nó lấy hết rồi. Từ nay tôi sẽ nghèo, nghèo mát riệp như hồi chưa được làm trùm. Sau đó tôi bắt được con mẹ thị hến khoa tử đồ gian, tôi mới kiện lên quan huyện. Mà trời ơi, ông quan huyện này ông xử kiểu gì không biết. Ông xử cái kiểu gì mà tiền bạc vàng dòng quần áo ông tịch thu sạch. Còn biểu lễ cũ đè trầm sò xuống đánh 30 heo. Trời ơi, tôi như vậy mà 30 heo làm sao tôi chịu nổi. Tôi mới giả đò chết. Vậy mà ông cũng không tha nữa. Ông nói nó chết thì kệ nó, lôi đầu nó ra đập 30 heo nữa. Tôi lật đật ngồi vậy chưa. Chưa chết quan ơi, chưa chết quan ơi. Quan ơi, ly ra là sò đã chết thiệt rồi. Nhưng mà suy nghĩ nhiều lỡ chết rồi, vườn ruộng không ai lo, nhà cửa không ai chăm sóc, tiền góp không ai thâu. Cho nên nghe tiếng quát nạt của quan hồn sò vội vàng trở lại. Quan ơi, vỏ sò tuy cứng nhưng sẽ mềm nhũn như trái dừa vàng chín rục nứt đồ hộp nó nát bét rồi, ăn uống gì được nữa. Trời ơi, vậy mà không thương nợ đánh cho nó như tử như tương, để bị người ta hút bỏ bên đường hè. Thôi ê ông ơi, đừng nói nữa.
Nghĩ thiệt là tức quả lời tục xưa nói không sai. Khi thương tay ấu nó cũng tròn, mà khi ghét cái bù hòn nó cũng méo. Chẳng phải chi mà sò có cặp chân mày bén ngót như dao, đôi mắt long lanh tự tình, miệng cười xinh xinh như dình nỗi mong thâm. Thì mong sò đâu nói dòng xanh dòng đỏ, mà không một ai đối quầy mà thương hạ. Còn bao nhiêu đó cũng không xong, bao nhiêu đó không bằng một sợi lông chân của chú mày. Trời ơi, sao biết không bằng một sợi lông chân? Một cái tiền là dễ lắm hay sao? Cũng phải đổ mồ hôi xót con mắt, còn có đại trống dắt dài ra nước ăn mắm rồi. Có chính quan muốn kiếm thêm một quan nữa cho chẳng chục, chứ đâu phải là bốc là hốt là được của ai đâu. Giờ ta điền biết điều không thiếu lúa ruộng, nhờ mấy chú gia đình không nài cực đã còn thức khuya dậy son, ăn uống qua lo mà tiền